Mời bạn Nam. Rồi, ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào hai bạn. Rồi, ưu tiên em gái giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Quyên, năm nay em 21 tuổi. Em quê em ở Kiên Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 12 ở công ty may, em trực tiếp may luôn. Dạ, em xin kính chào anh Hoàng Linh, chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hải Đăng, em 27 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là thi công bên điện và nước. Em làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 12. Muốn về Kiên Giang phải đi qua Tiền Giang. Dạ, đúng. Ưu điểm và khuyết điểm của mình thì bạn trai? Dạ, ưu điểm của em thì cũng mình nắm bắt công việc tốt, chăm chỉ làm việc. Chúng em cũng biết nấu ăn, làm việc gia đình. Cái khuyết điểm em là cũng hay nóng tính đó mà. Mình có tật xấu gì không? Xấu em thì có nhậu chị. Trước em uống dữ lắm, mà giờ này em bỏ rồi. Nhiều nhất là bao nhiêu? Em uống gần nào mà hết bia là em nghỉ luôn đó chị. Trời đất ơi. Em cũng cỡ vậy á. Hả? Hả? Uống bia hay uống rượu? Dạ, thế nào cũng chơi được hết. Trời ơi, hai người này thua rồi. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm em trước đi thì nhiều lắm. Em hay quên, em ghen cực kỳ luôn. Em mà thấy bạn trai mà chat chít với con nào là hôm sau em cho lên đường, em cho con nó lên đường chứ không phải là bồ em. Trời ơi, trời đất ơi, trời. Mà em hỏi là bây giờ theo nó hay theo tôi? Theo em thì chịu thôi. Ghê quá. Tôi nghe tôi thấy tôi hơi giận người đó nghe. Em gái có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em có hai mối tình. Cái mối tình đầu tiên á, thì đó là em mới nghỉ học, em phụ bán cà phê với dì. Cái bạn ấy nói em á là mấy đứa bán cà phê không có đàng hoàng đâu, không quen. Còn cái mối tình gần đây nhất là em quen được 2 năm. Lý do chia tay là tại vì em nói em là công nhân may á, thì gia đình bạn không hài lòng với bạn ấy hay kiểu vũ phu á. Đánh em hả? Dạ, có lần em bị quan xong rồi em chưa kịp nói gì hết. Mà cái tính em thì em quan không bao giờ em giải thích, em chỉ có khóc thôi. Xong rồi bạn vừa vô, vừa nói tiếng trước tiếng sau, bạn bộp cho em cái vô mặt. Trời ơi. Thôi bỏ đi, đúng rồi em bỏ. Không, em vẫn tha thứ, em bỏ qua. Thậm chí là bạn ấy còn kể với em, bạn ấy đi ngủ với gái mà em vẫn bỏ qua. Bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó, rồi bạn cứ làm lỗi hoài vậy. Nên em thấy em hết kiên nhẫn được rồi, em tự ý em chia tay với bạn. Không, vậy thì quá đáng quá. Không có được vũ phu nha bạn trai. Em không có đánh gì đó, cười không mà. Rồi thì vậy cũng được. Tình trường của em sao? Em thì lúc em còn xong học 12 với quê anh thì mình cũng có quen. Đó rồi em lên Sài Gòn em đi học, cái em mê chơi đó. Chơi cái em đi học rồi em đi nhậu. Khi cái tình cảm mình nó không còn, ít gặp anh, cái tình cảm không có rồi thôi mình chia tay nữa. Tụi em mong suy nghĩ muốn vậy tìm anh. Một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai á, cao từ 1m68 trở lên. 86 được không? Dạ cũng được. Cũng được. Với đặc biệt là không vũ phu, mà không cần biết ảnh đẹp trai hay sao, ảnh cứ hát hay là em đổ thẳng thôi. Bây giờ chết rồi chị ơi, em không có biết hát. Để nó làm câu thử coi. Một vườn cây hoa trái đơm bông, chiều về trên sông điều hò ai quen. Hát nhìn tôi thử đưa tôi qua sông nữa mà lắm. Bằng lòng đi em, anh đón em về. Người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Cái này chắc đổ nghiêng quá chứ không đổ thẳng quá. Hát đáp lại đi em. Hồi nãy em có nghe anh là anh hay nhậu đúng không? Em có bài nhạc chế này em hát em tặng anh luôn. Rồi, về luôn. Anh dấu yêu ơi, anh đang đi nhậu ở đâu anh hỡi? Anh hứa hôm nay anh sẽ về nhà thật sớm cơ mà. Nhậu quên đường về phải không anh? Nhậu xong về nhà nói liên miên. Anh cứ lê la, anh cứ về pha, sớm tối bê tha cùng với bia rượu. Ta nắm tay nhau, ta thoát cơn say cùng dắt nhau về. Hay quá. Còn cái gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai có bồ rồi mà còn đi thả thính gái. Bạn trai kia có hay lên Facebook được không? Có thả thính không? Có lên Facebook chị mà em không có thả thính chị ơi. Lại em lên em like mà em không phải thả thính. Thả tim không ha? Em không có em thả like ta. Mà em thấy đẹp em like. À, người ta thả em là em dính đúng không? Dạ không chị. Với em muốn là khi mà em có bạn trai rồi á, em phải được công khai mối quan hệ chứ không phải giấu. Thôi em ở nhà đi đi hay là không công khai em chứ. Trên Facebook này nọ em hay tan tên thì lại xóa, em ghét vậy lắm. Chị cũng ghét vậy lắm. Bạn trai, mẫu người lý tưởng em sao? Cao thì 1m58 trở lên thôi. Thì biết làm ăn chăm chỉ là được rồi. Bên có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích nói dối thôi chị.
Tại vì tính em mà ai nói dối em là em cũng nghe như là không có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà nhiều lần là em nói một lần, nhưng mà nói xong là em nghỉ chơi. Em phải nhắc nhở chứ, ví dụ em cảnh cáo lần 1, lần 2, lần 3 em chơi vậy khó quá. Về nhà có phụ bạn gái làm công việc nhà, có phụ vợ làm công việc nhà không? Thì em biết nấu ăn thì em nấu ăn được chị. Còn giặt đồ thì em không biết. Không biết giặt đồ? Dạ. Giặt đồ dễ hơn nấu ăn nữa. Dạ em không, em biết giặt nhưng mà em làm biếng lắm. Nhưng mà khi vợ đẻ thì em lo được vợ gì nào? Giặt giũ hay là mình nấu cơm nấu nước thì anh. Nói chung mà mình làm những việc nào vợ mình cần thì mình làm đó. Lo cho con được không? Được chứ anh. Cho con bú được không? Dạ cho bú bình anh. Thì thiết cho bú bằng gì? Nói chung là lúc nào cần quá cần thiết mình phải làm thôi. Chính xác. Rồi để anh coi đàn gái sao nha. Trời ơi dễ thương quá. Nhưng mà ghen quá không tốt đâu em. Nếu như mà bạn trai với bên em hợp nhau thì khoảng bao nhiêu em đồng ý bên đây bước tới? Tầm khoảng nửa năm. Cũng được, nửa năm dạ. Được không em? Dạ được anh, em cũng tính sang năm anh. Được rồi, bên kia cũng cao nha, dạ. Cũng dễ thương luôn. Chuẩn ha, làm dâu được không em? Dạ được. Về Tiền Giang có công việc gì cho cổ làm không? Mai đồ chị. Đơn giản ha, dạ. Dễ mà. Có cái gì mà em không có thích ở người phụ nữ không? Phụ nữ phải đảm đang việc trong nhà xíu, đừng có lôi thôi quá, đừng có dơ quá. Tại vì một mình em dơ đủ rồi chị. Em dơ lắm hả? Em thí dụ giờ em đi làm về em mệt, em dơ đủ mình em thôi. Thí dụ mình đi làm về mình mệt đó, mình chưa tắm liền, mình nằm đó mình chơi Facebook gì đó nọ không? Rồi có tắm không hay là chơi xong ngủ luôn? Tùy chị, có lúc mệt có ngủ luôn chút thì tắm. Mà đa số là mệt đúng không? Không, cũng hơi hơi. Đi làm về là mệt. Không được, có vợ là phải tắm chứ. Đúng rồi. Không tắm vợ cho xuống giường à. Bình thường mình ở một mình thì mình chừng nào không được, có vợ khác. Nhà ai dọn dẹp nhà, sạch sẽ không? Chị sạch chị. Sạch không? Thơm không? Dạ, lâu lâu xịt dầu thơm nữa thơm. Được, cặp này xứng đôi à. Thôi mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em. Em xin chào anh Sư Vương Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là chị họ, cũng là bạn đồng nghiệp với Quyên. Em thấy anh trai bên đây thì cũng được. Tại em rung quá, không biết nói gì hết. Rung quá. Trai đi với ai? Dạ em đi với ba dì của em với anh trai của em. Dạ chào dì. Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Em là dì của Hải Đăng. Hải Đăng cũng cái gì cũng được á. Có khi đi làm về là tệ cái lần để đồ dơ vậy ngủ luôn. Ủa không thay đồ luôn hả dì? Không thay đồ. Không tắm cũng không cởi. Không tắm đâu. Không thay đồ luôn rồi để vậy ngủ luôn. Đó, nó không ngứa hả ta? Mà sáng dậy mình tắm anh. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị. Dạ. Em với này là chị em ruột. Thì nói chung là cháu em nó cũng xấu thì cũng xấu nhiều. Nhưng mà nói uống rượu uống bia thì thời gian trai trẻ mà. Bạn bè thì xong công việc thì phải giao lưu. Vì nhận xét thấy con cũng là vui, cũng có cá tính, vì thích. Bây giờ là gia đình hai bên là coi như tương đối là ủng hộ hết rồi đó. Ăn thua là hai bạn thôi, mình tâm sự mình trò chuyện với nhau ha. Rồi mở rau. Rồi, xin mời hai bạn tâm sự. Chào ha, xứng đôi ha. Nói chung là nhìn thấy dễ thương hơn anh nghĩ. Em làm thì trong thời gian em nó có rảnh lắm không? Thường thì 6 giờ là em kết thúc công việc rồi. Còn anh thì nói chung là có hẹn trước thì anh về, còn không hẹn anh nửa đêm mới về nữa. Rồi lỡ không hẹn trước mà cần liền thì được không anh? Tùy lúc em, tại vì cái công việc của mình làm đôi lúc mà nó, nếu mà nó không gấp á thì anh bất cứ lúc nào cũng có mặt được á. Làm gì tới nửa đêm? Dạ em thi công bên điện nước á chị. Mình làm những cái chỗ mà nó không được làm ban ngày có thể mình làm đêm. Mà có hẹn nhớ tắm nha anh. Tắm hôm nay tắm quá sạch luôn, tắm 2-3 lần luôn. Bộ đồ này giặt chưa? Dạ mới tin luôn chị, toàn bộ từ trên dưới là mới mua. Có đầu tư, có đầu tư. Phải, tại mới mua, tại mấy đồ cũ nó để cả tháng nay không giặt thú quắc là nó không mặc. Có đâu anh, em giặt ủi em đem ra bả giặt sạch trơn á hà. Dạ em thì em thấy anh cũng chững chạc, cũng được, em cũng hợp tuổi, em tìm cũng cao. Nên cũng có ấn tượng tốt. Anh thì anh thấy em dễ thương á. Nữa sau này cưới nhau thì tiền bạc và ai quản lý, con cái hay sao, tụi em bàn với nhau luôn đi. Chúng tiền bạc thì ai giữ cũng được anh. Nhưng mà em không thích giữ tiền đâu, giữ tiền cũng nặng đầu á. Thôi để em quản lý tiền, anh quản lý con là gì. Cũng được đâu, sao đâu. Nếu hẹn hò rồi hẹn ở đâu vậy anh? Nói chung mà ở đâu cũng được em, anh ở ngay ngã tư ga mà em alo với anh chạy tới liền. Thì em chỉ thích đi chơi cuối tuần, tại vì trong tuần em mới làm về em cũng lười lắm. Em hồi trước khi có lúc không có bồ em hay xem phim ở nhà rồi em tự cười tự khóc, mình có khi
Có khi tìm hiểu mấy anh thì sáng ngủ đi chơi em đồng ý đó, tối em dở chứng em không đi. Công việc của anh đó là làm cắt ngày trong tuần hết luôn, anh không có nghỉ ngày nào á. Chủ nhật thì mình tăng ca làm luôn, nên là nếu mà có hẹn thì anh sẽ nghỉ anh ở nhà. Tính anh đó là anh thích làm chứ mà không, anh không thích nói, anh cũng không biết nói làm sao. Ví dụ mình nói nhiều quá mà mình làm không được thì sinh ra mình lại nói dối. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Suy nghĩ thật kỹ tương lai hạnh phúc của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời. Ô, em có bấm luôn á. Rồi, nắm tay đi. Hai gương mặt này có tướng phu thê nè, cũng hơi giống giống nhau nè. Thì em chị em cũng nghĩ vậy đúng không? Tướng tá cao ráo ha. Rồi bây giờ xin gì đi kìa. Em đợi đó giờ cũng chết đúng không anh? Thì xin đi. Dì ơi, hôm nay à, giống như bấm nút là bạn gái con, con cũng xin phép trước rồi, mình hôn mà mình phải đúng rồi, rồi xong nó qua bên đây. Như chị bên đây cho em xin phép hôn bạn em của chị